Có, Hen đang dùng collagen của Nutrilite và Hen rất là thích sản phẩm này. Rất là ngon luôn. Phần vì Hen biết và tin tưởng thương hiệu Nutrilite từ trước đó rồi. Phần vì đây là collagen thủy phân, dễ hấp thu. Lại còn chiết xuất từ cá tiết nổi trội hơn các nguồn collagen khác. Từ cá nhưng không hề tanh nha, siêu dễ uống luôn. Rõ ràng nhất đó là da của mình khỏe, mịn màng và đều màu hơn. Những nếp nhăn ở vùng khóe miệng và mắt của Hen thì đỡ hơn rất là nhiều. Tóc thì khỏe và mượt mà hơn. Bởi vì mình rất là thích nên mình đã mua cho mẹ, cho chị gái và em gái của mình xài nữa. Không biết là mọi người đã thử collagen peptide của nhà Nutrilite chưa? Chia sẻ với Hen ngay nhé.